Vâng, em chào tất cả các bác nhé. Đây là cặp loa, cặp loa cây nha các bác, cặp loa cây chiều hi-fi low speaker của hãng HBX USA. Loa được về là nguyên thùng xốp luôn, chưa sử dụng nha các bác. Nó là hàng tồn kho bên Mỹ và hàng về công Mỹ nha, nguyên thùng nha các bác, nguyên thùng, chưa sử dụng luôn nha. Và giá những cặp loa này nó rất là tầm tiền, nhưng mà cái âm thanh khi chúng ta sử dụng nó hay hơn cái mức tiền mà chúng ta đầu tư với những cái cặp loa đắt tiền hơn rất là nhiều, nhưng mà nghe không qua nó. Thì sau đây rất là thơm mát các bác, nguyên thùng này thì nó cũ theo thời gian, có nghĩa là nó bỏ trong kho đó thì vận chuyển về thì nó có rách rưới thôi nha. Đấy, đây đây là những sản phẩm hàng bãi nha các bác, nhưng mà nó là chưa qua tay sử dụng luôn nha, chưa sử dụng luôn. Thì sau đây mời các bác xem cặp loa này, giá rất là thơm luôn. Giá những cái dòng loa này bên em đang phân phối là 3.500.000, 3.500.000 nha, đã bao gồm phí ship cho các bác, ship 200.000. Các bác nào chuyển khoản đủ thì cũng giá thôi, nhưng mà có 3 triệu mấy thì các bác nếu chuyển khoản thì chuyển khoản đủ cho em luôn cũng được, tại có nó không bao nhiêu đồng. Thì sau đây em sẽ khui cái thầu cái loa ra để các bác cùng chiêm ngưỡng nha. Loa nó là vân gỗ rất là đẹp nha các bác, loa cây. Vâng, đây nha các bác, nó là dòng loa Boxel, kiểu như loa cây, cao là 50, ngang là 26, sâu là 30 cm. Các bác để cân đối vào phòng của chúng ta. Cặp loa này giá 3.500.000 nha các bác, có thùng xốp cho các bác luôn này, cực kỳ mới luôn. Đấy, một bát 18 nha các bác, và một chép đom, một lỗ thông hơi phía trước rất là đẹp. 3.500.000 các bác có thể sở hữu cặp này và chơi những cái phòng nhỏ, đánh những cái âm ly rất là tầm, và có thể chơi những nhạc bolero, nhạc hi-fi, nhạc ngoại đều rất là tốt nha các bác. Nó là dòng âm loa hi-fi thính phòng rất là đẹp nha. Thằng thùng xốp chỉ có 3.500.000 thôi nha các bác. Cao 50, rộng như thế này là 26 cm, sâu là 30, hậu rất là sâu để chúng ta về đồ đẹp khỏi bàn, tại nó hàng nguyên thùng rồi. Đây là thông số với xeo HBX VW361 cho bác. Còn đây những dòng hi-fi cao cấp, dòng hi-end nó đều trang bị cái rack trạm loa bắp chuối nha, có thấy này. Và đây là thông số của em nó đây, 8 ohm nha các bác, 100W trên một loa, mic USA nha, tem đồng luôn nha các bác, tem đồng đẹp cực kỳ luôn nha. Giá là 3.500.000 đó, nguyên thùng, vân gỗ tuyệt đẹp, vừa nghi và trưng bày. Thôi các bác nào lấy thì liên hệ cho em nha, chỉ có mà về trong sáng nay cặp loa HBX VW361. Các bác lưu ý VW361 hai đường tiếng là dòng loa kiểm Boxel, nên nó sở hữu ba đường, hai đường tiếng như những dòng loa hãng Anh Quốc hay là những dòng loa châu Âu vân vân. Những dòng này là nghe trong phòng thì tuyệt vời rồi, nhưng mà được cái là có thùng xốp để độ đẹp nó thì với là hết mức rồi. Nên các bác muốn sưu tầm những sản phẩm đẹp để trưng bày trong gia đình cũng như phòng khách chúng ta, trong phòng ngủ gì cũng nghe rất là tốt, tại nó là nhiều loa Boxel nha các bác. Mình có thể thiết kế ở rất là nhiều phòng mà nó chỉ cần không gian 30m² trở lại thôi. Hãy chép đom nha các bác, chép đom luôn nha, chép đom luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác còn lấy thì liên hệ cho qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha.